Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với các bạn về một cái giống cây mâm xôi. Hôm trước mình cũng đã có cập nhật clip rồi về cái tỉa cành, bấm ngọn để cho mâm xôi nó ra trái đó các bạn. Thì hôm nay mình cập nhật lại cái clip là mâm xôi nó đã ra trái và chuẩn bị thu hoạch nha các bạn. Thì ở đây là mâm xôi đen. Ở khí hậu Việt Nam thì chúng ta trồng mâm xôi đen hoặc mâm xôi đỏ là tốt nhất nha các bạn. Trên thị trường thì có rất là nhiều giống cái mâm xôi như là mâm xôi vàng và một số loại mâm xôi khác thì nó khó trồng hơn nha các bạn. Chỉ có thằng mâm xôi đen này là dễ trồng nhất. Mâm xôi đỏ thì cũng trồng được nha các bạn. Mâm xôi thì nó ưa nắng, chúng ta nên trồng ở ngoài nắng thì nó sẽ cho trái tốt. Và chúng ta hạn chế tưới nước nha các bạn. Loại mâm xôi thì nó không có cần nước nhiều. Chúng ta tưới ít thôi, tưới vừa phải. Nếu mà cây mới trồng thì tưới mỗi ngày, nhưng mà khi cây nó đã phát triển khoảng 3 tháng, 3 tháng tuổi thì chúng ta hạn chế một tuần lễ hết tưới một lần nha các bạn. Tại vì lúc đó cái bộ rễ của nó cũng đã ăn sâu rồi, không có cần phải tưới nước nhiều. Thì đây là cái thành quả mà hôm trước mình đã bấm ngọn đó các bạn. Thì bây giờ nó ra bông và nó đã thu gần sắp thu hoạch cho chúng ta nè các bạn. Cái loại này mâm xôi đen thì khi trái nó màu đen thì chúng ta mới ăn được nha. Còn mâm xôi đỏ thì trái chín đỏ là chúng ta sẽ ăn được. Đây, mâm xôi đen thì cái thời gian mà cho bông á là nó khoảng từ 1 năm trở lên nha các bạn. Thì nó mới có cho trái cho bông. Còn chúng ta cắt bấm ngọn sớm cũng không có luôn nha các bạn. Chúng ta lưu ý. Và cái thời gian mà để bấm ngọn cũng như là cái thời gian mà để cho trái được á là mâm xôi đen là khoảng từ 1 năm. Còn mâm xôi đỏ là 6 tháng. Trong năm thì cái mùa mâm xôi á là chúng ta nên cho trái tốt nhất là vào khoảng tháng 4 hoặc là tháng 5 nha các bạn. Tháng 4, tháng 5 thì chúng ta nên bấm ngọn khoảng tháng 4. Dễ là tháng 5. Thì bấm ngọn xong khoảng 2 tháng sau thì nó sẽ có trái cho chúng ta. Và nó sẽ bắt đầu cho trái lai rai trên thân cây. Đây, ví dụ như cây này thì nó có một số nhánh nó đang lên nữa nè các bạn, lên đọt non nè. Thì khi lên đọt non khoảng một thời gian khoảng tháng thì nó sẽ cho bông luôn nha các bạn. Nếu nó gặp nắng đầy đủ dinh dưỡng thì nó sẽ cho chúng ta hoa. Đây là những cái đọt non mới lên. Và phía bên đây cũng có cho bông nè các bạn. Mâm xôi thì nó sẽ cho bông trái trên đầu cành. Những cái ngọn mà bầm mầm mà mới lên như thế này nè các bạn, thì nó sẽ cho bông cho trái. Do đó chúng ta nên thu hoạch xong thì chúng ta nên bấm ngọn, những cái ngọn già chúng ta nên bấm sát nó đi. Đây, bấm sát đi thì nó sẽ cho ra những cái cành cấp. Đây, những cái cành cấp này thì trên những cái cành cấp này nó sẽ mang hoa và mang trái. Thì cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta bấm ngọn liên tục ha. Thì sau cái đợt thu hoạch thì chúng ta bấm ngọn thì nó sẽ ra hoa kết trái. Lưu ý là trước khi bấm ngọn thì chúng ta nên cho phân để dưỡng cây, để cây nó có đủ sức nó nuôi trái nha các bạn. Loại mâm xôi thì cũng không có cần bổ sung nhiều dinh dưỡng đâu. Chỉ cần 4-5 tháng chúng ta cho một lần cũng được. Như cây này thì cũng rất là nhiều trái nè các bạn. Đây, hoa nè. Lớp thì hoa, lớp thì trái nè. Trên một cái chùm như thế này nè, trái rất là nhiều nha các bạn. Nó nằm trên đầu cành không nè. Đây, nằm trên đầu cành không. Cây này thì trái non nhiều, rất là nhiều nha các bạn. Đó. Đây, trên một cây, nếu mà cây mà đạt độ tuổi của nó khoảng từ 1.5-2 năm á thì trái của nó hầu như là khắp trên cành luôn. Chỗ nào chúng ta cũng đều thấy trái hết. Trái rất là sai. Nhiều lắm nha các bạn. Đây, nấp trong lá nè. Rất là nhiều và có cả trái sắp chín nữa nè các bạn. Trái non nữa nè. Bông nữa nè. Đó. Thì các bạn xem nhớ đăng ký kênh cũng như là like và chia sẻ cho các bạn khác cùng biết về cái giống mâm xôi.
cũng như là đen cũng như là đỏ nha các bạn. Đây để mình quay thêm cho các bạn xem. Thấy hầu như là cây nào cũng đều có trái nha các bạn, mà trái rất là đẹp, rất là nhiều. Đây đây để mình bứt ra cho các bạn xem. Thì các bạn lưu ý trong cái thời gian mà mang trái như thế này thì mình đã bỏ phân trước rồi, do đó thời gian này mình cũng không có cần bỏ phân gì nha các bạn, và cũng không có cần phải tưới nhiều, chỉ là tưới giữ ẩm. Với hơn nữa cái mùa này là cái mùa mưa, do đó khi mà có mưa thì chúng ta cũng để khô đất thì chúng ta phải tưới lại khoảng một tuần lễ nha các bạn. Mặc dù là nó đang nuôi trái nhưng mà chúng ta cũng tưới thì tưới giữ ẩm để duy trì sự sống thôi, chứ không phải mà tưới nhiều nha các bạn. Đây đầu cành nào cũng đều có trái hết nha các bạn, rất là nhiều. Để mình đi dài tới phía trước cho các bạn xem. Thì cái vàng bên đây thì cũng trái cũng nhiều nha các bạn, và đọt non cũng đang búng ra rất là nhiều. Thì trên cái đọt non nó sẽ cho chúng ta sắp sửa cho bông. Đây trái. À, và cây này trái non nhiều các bạn. Thì cái vườn mâm xôi nhà mình thì nó khoảng vài trăm gốc nha các bạn. Khoảng cách trồng thì các bạn cứ trồng cho mình là khoảng làm vàng leo nha các bạn. Vàng leo thì trồng thường thường thì khoảng 3 mét một dây là vừa. 3 mét một dây. Chúng ta căng dây như thế này nè các bạn. Đó. Chúng ta cột dây, chúng ta căng lên thì nó sẽ bò lên và chúng ta cố định vào dây. Nếu mà chúng ta có cái vật liệu gì làm cây cũng được, hoặc là dụng cụ để làm vàng đó thì chúng ta lựa chọn nha các bạn. Để mình đi xung quanh cái vườn này cho các bạn xem. Thì đang ra hoa, có trái lại ra rất là nhiều. Hầu như cây nào cũng có bông hết chứ nha bạn. Bông có trái, trái non, trái già đều có hết. Như nè, bông nè các bạn. Nụ ở phía dưới nè. Đó. Cái này là trái nè. Đây. Nó lẳng phía trong á. Trái non thì chúng ta khó thấy lắm. Nó lẳng màu xanh phía trong khó thấy. Ở đây màu đỏ nè. Bắt đầu chuẩn bị chín. Khi mà nó chuyển sang đỏ thì rất là nhanh thu hoạch nha. Cái loại này thì nó đây một chùm màu đỏ nữa nè các bạn. Rồi các bạn có thắc mắc gì thì cứ comment bên dưới ha, mình sẽ trả lời thắc mắc của các bạn. Rồi có nhu cầu càng giống thì cứ liên hệ với bên mình luôn, bên mình nhận ship code toàn quốc luôn nha các bạn, giao hàng tận nơi. Rất là đẹp nha các bạn. Khi mà cái đọt non của nó lên nè, cái đọt non của nó vừa hơi chuyển hơi già già lại tí xíu thôi. Cái độ dài của nó khoảng 4 tấc cho tới 5 tấc là bắt đầu nó sẽ ra hoa nha. Thường thường khoảng từ 4 tấc là bắt đầu nó ra nụ rồi nè các bạn. Đó. Tùy theo cái cây nó phát triển. À, cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha.